Xin chào anh em, chào mừng em đã quay trở lại với kênh Thành Tâm Auto. Hôm nay tiếp tục chúng tôi đóng hoán cải một chiếc xe TMT 5 tấn đời 2015 về Hải Dương. Hiện tại là xe được hoàn tất thủ tục và đã có giấy tờ. Thứ nhất là về chân thì bên mình đóng chân là hộp 16x16 với tải trọng 5 tấn và kích thước sàn dài 4m, rộng 2m, rất thích hợp với những bác tài chở máy xúc 55 quay đồng. Đây, toàn bộ hệ thống điều khiển thang dẫn lên xuống bằng thủy lực. Chân được đóng hộp to, sàn tôn dày 5 ly. Đây, tất cả được điều khiển bằng thủy lực hết các bạn nhé. Về cái phần bộ công tác của xe thì được đặt ở trên phần trên bên phía bên lái. Một hệ thống gồm điều khiển 3 tay chia. Tay chia thứ nhất là để điều khiển hai cái chân lên xuống. Một tay thứ hai là điều khiển tời kéo thủy lực 7 tấn. Tay thứ ba thì là để điều khiển hai cái chân này là hạ lên hạ xuống để cho máy bò lên. Đây, bên cạnh thì có thùng đồ ngày. Về cái hệ thống sàn, đây mình xin quay cái sàn sau bạn xem. Đây, sàn thì được lao hộp, toàn bộ là hộp 100x100, rất là chắc chắn. Ở đằng sau bệ đỡ thì gồm có hai cái chân chân chống để khi nâng đầu lên thì cái này nó chống xuống để nó bảo vệ cái phần đuôi thùng. Đấy, một cái chiếc xe trong vùng phân khúc chỉ hơn 300 triệu. Có ngay một chiếc xe chở máy 55. Đây, cabin thì đóng nguyên bản thôi. Xe này bên mình mua về và đóng hoán cải lên để bán cho khách hàng. Nói chung là đây là một cái sự lựa chọn rất là tối ưu cho những cái bác nào chở máy nhỏ, đi đường trong ngõ ngách, luồn lách thì cái dòng này rất là thích hợp. Vậy những ai đang có nhu cầu mua cái dòng xe TMT 5 tấn này thì có thể liên hệ mình theo số điện thoại Thành Tâm Auto 0911 696 444. Mọi người nhớ đăng ký kênh để cập nhật những cái dòng sản phẩm mới nhất bên mình nhé. Xin chào các bạn.